Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, hãy bấm nút đăng ký, sẵn tiện bấm luôn cái chuông bên cạnh để khi mà mình up các video lên là sẽ có một cái thông báo để các bạn biết, các bạn vào xem ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các một số cái body của một số cái hãng thứ ba, để cho các bạn nào mà thích kết thì các bạn có thể sử dụng những cái body đó. Ví dụ ở đây mình có cái body của Miss Mac này, các bạn nhìn thấy cái body của Miss Mac nó, nếu mà so ra thì nó sẽ to hơn các hãng khác một tí xíu. Ở bên đây chúng ta sẽ có cái body Vitoy mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn một cái body riêng ở trong cái video clip riêng luôn á, thì các bạn có thể quay lại cái video đó các bạn xem ha. Đó là cái body của Vitoy, là cái body này nè, và cái chất lượng của body của Vitoy này rất là tốt luôn. Cho nên nếu mà các bạn nào mà muốn cut một cái em fit nào đó thì của dòng 112 á, thì cái body Vitoy là một cái body rất là tốt. Còn body Miss Mac như các bạn nhìn thấy ở đây thì nó hơi to ha. Nó nằm cái kiểu của body Miss Mac này, nó nằm ở giữa của 110 và 19 và 112, 110 và 112 các bạn. Còn đây là một cái body cut Winter Soldier, thì cái body này thì body cut thôi, mình không nhớ là cái body này là của cái em nào nữa, nhưng mà nói chung là cut vậy thôi. Đồ cũng là đồ cut luôn các bạn ha. Mà chủ yếu ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái body suit thôi. Ở đây thì body vest suit đó các bạn. Như ở đây thì mình sẽ có cái em Iron Man này, Tony Stark. Cái body này là của Banana F. Đây các bạn nhìn thấy Banana F mà so với V-Store nhìn nó cũng hơi nhỏ ha. Như các bạn biết rồi thì tỷ lệ của SF thường nó khá là nhỏ. Ở đây thì mình sẽ có một cái body của Marvel này. Đây, body vest của Marvel thì các bạn nhìn thấy là nó to hơn của Banana F một tí xíu ha. Về chất lượng thì phần khớp của Marvel thường nó thua SF một tí xíu. Nó không tệ nhưng mà vẫn thua của SF một tí xíu. Cái head này là của SF luôn nha các bạn. Còn cái head này là head sculpt nè. Head sculpt này của hãng nào tự nhiên mình quên, hình như của The Flash, của Flash hay gì tự nhiên mình cũng quên mất tiêu. Cái head này hồi lúc mới ra cũng khoảng 800.000, 850 một cái các bạn. Cái head của Stony nè, các bạn nhìn thấy khá là đẹp ha. Thì chủ yếu ngày hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn cái boss này. Cái boss này thì của Flash nè các bạn. Đây là một cái boss, giới thiệu một cái body này. Này, chúng ta sẽ có cái body bên trong này. Body cái Flash, cái hãng Flash này là của Trung Quốc ha, hãng thứ ba. Thì chúng ta các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì sẽ cho một cái body chính nè và những cái phần tay thay thế ha. Về phần tay thay thế thì The Flash, hãng Flash cho chúng ta một số cái bàn tay như thế sau. Có tay nắm nè, tay cầm súng nè, tay cầm vũ khí, cầm đồ vật dụng cụ á, thì cho chúng ta những cái bàn tay cơ bản thôi, là ba đôi ha các bạn ha. Đó. Còn đây là chúng ta sẽ có một cái body của Flash này. Cái body của Flash này nhìn nó tựa tựa như của Marvel ha các bạn ha. Nhưng ở đây thì hai cái áo vest có cài nút, còn cái áo vest của Flash thì không có cài nút ha. Chúng ta sẽ mở ra như thế này. Có cà vạt màu đen, hai cà vạt này màu xanh, một cái này xanh đậm hơn, cái này xanh xanh kiểu xanh đen. Thì mình coi cái phần khớp của khớp khá là chắc cứng ha, khá là tốt này. Chỉ có một điều là cái phần ở khớp kiểu tay này nó hơi thô một tí xíu thôi, hơi thô thôi chứ còn cũng khá là tốt. Và ở dưới đây chúng ta cũng có một cái khớp dưới đây nữa này, một khớp khá cứng chắc ngon lành luôn ở dưới đây. Ok, về phần khớp khá là ok đó. Thì mình sẽ thử. Hồi xưa nếu mà các bạn nào có mua cái head này rồi thì các bạn sẽ biết nó sẽ cho thêm cái phần này này để chúng ta gắn vào cho nó dễ ha. Đây, nếu mà thay bằng cái head sculpt này qua cái head qua cái body của Flash thì các bạn nhìn thấy là nó khá là chuẩn luôn ha, rất là hợp luôn. Cái body của Flash kết hợp với head của Tony. Rất là đẹp luôn các bạn, màu da trùng với cái phần cổ luôn nè. Khá là đẹp ha.
rất là hợp, rất là khớp luôn. Theo cái tỷ lệ này là giống như của Mafet các bạn. Cái tỷ lệ này của Mafet, nhưng mà cái body của Flash thì nó hơi ốm hơn tí xíu so với Mafet. Rồi, nếu mà các bạn nào có ý định mà cut thành một em Tony mà giá rẻ thì chúng ta có thể mua một cái hat cut second hand, mua lại thôi ha. Cái hat này nè, cái hat này bây giờ nếu mà mua lại thì mình nghĩ tầm giá trên dưới 500 thôi. Nếu mà bạn mà xả lại á, và các bạn mua thêm cái phần body của Flash này nữa thì mình cảm thấy là các bạn cut thành một cái em Tony Stark cũng khá là đẹp rồi. Nó không có gì, tại vì em Tony Stark này phụ kiện nó cũng chỉ có mấy cái bàn tay thôi. Cái phần khớp mũi chân này nó hơi lỏng tí xíu các bạn. Của Flash này nó hơi lỏng tí xíu mà cũng không có thành vấn đề lắm, mình thấy là khá là tốt. Ngoại trừ cái phần cái hat của Stony thì các bạn nào mà thích cut thành một cái nhân vật khác thì các bạn có thể mua hat cut về và gắn vào cái body của Flash này cũng được ha. Tại vì những cái nhân vật nào mà mặc vest sụt á, thì thường thường cũng có khá là nhiều cái nhân vật đó, cho nên là các bạn cũng dễ cut. Mà cái giá thành của cái body Flash này cũng rẻ, có 650 thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn mua cái body của Flash này á, mình thấy khá là tốt, 650, thì các bạn có thể liên hệ với các bạn Bình Ly ha. Ở một số video trước mình có giới thiệu bạn Bình Ly rồi, thì nếu các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để link Facebook ở dưới cái phần mô tả. Sau đó thì các bạn có thể click vào đó và các bạn liên hệ với bạn Bình Ly và càng mua mua ha. Tại vì bạn Bình Ly á, thì bán cũng khá là nhiều hàng cớt. Nếu các bạn nào mà quan tâm hàng cớt hoặc là một số hàng khác nữa thì các bạn có thể vào cái Facebook của bạn Bình Ly và các bạn liên hệ với bạn Bình Ly để mà đặt hàng ha. 650 cũng khá là ok. Thì video mình hôm nay đơn giản vậy thôi, nó cũng không có gì nhiều, mình giới thiệu cho bạn một số cái body để các bạn có thể tham khảo. Cái head này là cái head head cut này các bạn. Head này mua phôi về và sơn lại nè. Cái head này là của Leonardo DiCaprio này, các bạn nhìn thấy giống không? Hơi hơi giống ha. Nhìn ngang thì cũng giống giống nè. Chưa có ra thần thái của Leonardo nhưng mà cũng tạm ổn. Video mình đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé. Nếu các bạn vẫn chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình, để mình có nhiều cái động lực để làm thêm nhiều cái video khác nữa để phục vụ các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.